thể theo nguyện vọng của nhân dân để gìn giữ nét đẹp văn hóa làng quê và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Ngày 1 tháng 11 năm 2022, tức ngày 8 tháng 10 âm lịch, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Châu Sơn tổ chức lễ khởi công khai long mạch, tôn tạo giếng cổ chùa Bá Xuyên, phường Châu Sơn. Dự buổi lễ có đồng chí Đỗ Chí Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Sông Công, đồng chí Vũ Duy Nghĩa, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Sông Công, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Đảng ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường, các tổ chức chính trị xã hội, các cụ cao niên sinh sống tại địa phương, các hộ gia đình có đất công đức để xây dựng giếng cổ chùa Bá Xuyên, đại biểu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, nhân dân phường Châu Sơn và quý khách thập phương. Chùa Bá Xuyên trước đây thuộc huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, nay thuộc tổ dân phố 2, phường Châu Sơn, thành phố Sông Công. Chùa Bá Xuyên là nơi đặt trạm liên lạc bí mật của chi bộ Căng Bá Vân và xứ ủy Bắc Kỳ, được Ủy ban dân tỉnh Thái Nguyên công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh năm 2007. Gắn liền trong quần thể di tích lịch sử Chùa Bá Xuyên, hiện nay ngoài khuôn viên di tích đã được công nhận và quản lý, còn một giếng nước bị vùi lấp. Chủ trương khôi phục lại giếng cổ được nhân dân trong và ngoài địa bàn ủng hộ rất cao. Có những hộ gia đình sẵn sàng hiến đất làm khuôn viên quanh khu giếng cổ. Vừa là một Phật tử, vừa là một người con quê hương ở đây thì tôi có thể là suy nghĩ một cái điều rất giản đơn thôi. Là làm những phần việc mà nó vào tâm linh, vào chùa chiền thì là một việc rất là tốt. Nó phát những cái tâm như thế để cho con cháu mình cũng rất là nhìn nhận vấn đề mà tu bổ, tôn tạo, giữ gìn những cái ngôi chùa nó mang tính chất tâm linh thế này là cái trách nhiệm cũng như là cái việc mà chúng ta nên làm. Đảng ủy, Ủy ban phường cũng đã làm việc với lại các cấp chính quyền, các cái tổ chức đoàn thể, công nhận được cái sự ủng hộ rất là lớn của lãnh đạo thành phố cũng như là nhân dân ở đây. Thế thì các cái hộ dân mà có đất rồi đang canh tác thứ thì là cũng rất là nhiệt tình ủng hộ, hiến đất công đức cho địa phương để mở rộng cũng như là tôn tạo lại các cái di tích lịch sử. Nhân dân cũng rất là đồng tình, phát tâm công đức ủng hộ hiện vật, rồi là tài chính cũng như là các cái vấn đề liên quan để làm sao cái tôn tạo được cái di tích của mình, nó sao để phát huy cái giá trị của truyền thống. Trong nét đẹp của làng quê, biểu tượng cây đa giếng nước sơn đình là điểm dễ dàng nhận thấy nhất. Từ ngàn đời nay, tư tưởng cây đa giếng nước sân nhà chung đã ăn sâu vào tâm thức văn hóa của người Việt. Giếng nước như một món quà của thiên nhiên ban tặng cho con người nguồn nước ngầm sạch và quý giá. Giếng làng là biểu trưng cho nguồn sống, sinh khí tốt lành, đã và đang cần được gìn giữ, khôi phục nét văn hóa làng xưa, nhắc nhở các thế hệ mai sau luôn nhớ về cội nguồn. Khôi phục lại giếng cổ cũng là mong mỏi của nhân dân nơi đây từ rất lâu, vì vậy việc khôi phục lại giếng cổ là rất cần thiết. Bây giờ mong muốn của nhân dân là trong cái quần thể di tích thì phải có như là có cây đa này, có giếng nước. Trước kia nó còn tuần thể có cả nghe cả đình, nhưng bây giờ không ngồi khôi phục cái giếng và chùa nữa thì đây là mong muốn của nhân dân hàng bao nhiêu năm nay rồi. Từ khi chiến tranh kháng chiến chống Mỹ cứu nước thì nhân dân đã mong muốn, khi hoàn thành rồi thì cũng lại mong muốn, mà hôm nay thì nhân dân thấy rất phấn khởi và tin tưởng rằng cái sắp tới này thì đây cũng là một cái niềm động viên, tuy nó là chỉ là một cái băng tinh chất tâm linh nhưng nó là cái trạng tinh thần của động viên cổ vũ nhân dân của cái tổ dân phố 2 này. Khao khát bao năm mãi đợi chờ, mà hôm nay giếng được hình thành ở trong mơ, nhưng bây giờ không phải là mơ nữa mà đã thành sự thật. Bản thân là một người dân rất phấn khởi và khi tạo dựng được cái không gian văn hóa và mãi sẽ giữ cho cái không gian văn hóa này, mãi khơi nguồn cho cái nguồn mạch truyền thống của quê hương. Cây đa bến nước sân đình, dù ai đi đâu, bất cứ đâu thì hãy nhớ về quê hương, và cũng đó là niềm tự hào của nhân dân Bá Xuyên chúng tôi. Theo lịch sử, nằm trong quần thể di tích lịch sử Chùa Bá Xuyên, phường Châu Sơn, có giếng làng được gọi là giếng Sấp, được nhân dân xây dựng vào khoảng thời gian năm 1848, thời vua Tự Đức. Lúc đầu giếng xây bằng vật liệu đá ong, diện tích khoảng 4m², sâu khoảng 3m. Trong quá trình sử dụng lâu ngày, giếng bị bồi lấp. Nay theo nguyện vọng của nhân dân phường được khôi phục, tôn tạo.
giếng dấp trong quần thể chùa Bá Xuyên để góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa làng quê và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ luôn nhớ đến công đức của cha ông, góp phần xây dựng quê hương Châu Sơn ngày càng giàu đẹp, văn minh.